Xin chào tất cả các bạn, rất mừng các bạn đã đến với Giang Xem Video của mình. Và lại là mình đây, mình là Bảo. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video mới review về sách. Và mặc dù mình biết là đây không phải là một cuốn sách khá hot, có nhiều bạn chưa biết tới nó, nhưng mà đợt vừa rồi mình được mua sách, sau đó mình được tặng kèm, nên là mình đọc và mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ ý kiến cá nhân của mình đối với các bạn. Quyển sách hôm nay mà mình mang đến cho mọi người có tên là Sự Sống Đáng Giá Bao Nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh. Kể về câu chuyện tại sao mà mình biết đến cuốn sách này. Lúc đó là mình đang mua một cuốn sách khác, mình sẽ review cuốn nó sau cho nó biến hồn một tí. Trong đó có combo là sẽ được mua theo cái cuốn này giá rẻ hơn. Mình coi như mình có duyên đi, nên là mình đã gặp nhau, mình đã thấy cuốn sách này, mình quyết định mua luôn. Trước giờ vốn dĩ là mình cũng không đọc sách Việt Nam nhiều, tản văn cũng ít, nên là mình cũng không biết tới tác giả này. Thì mình nói sơ cho các bạn một chút về tác giả Vũ Thành Vinh. Bác sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quay phim điện ảnh TP.HCM, tốt nghiệp khoa đạo diễn điện ảnh sân khấu điện ảnh TP.HCM, tốt nghiệp cử nhân ngành quốc tế học đạo diễn đài truyền hình TP.HCM, hiện là CEO công ty truyền thông Time Media. Cái ấn tượng của mình khi mà mua cái cuốn sách này là cái bookmark của nó quá dễ thương các bạn xem. Đó, một chiếc lá như thế này. Sự sống đáng giá bao nhiêu, mọi người có thể thấy là ở đây nó bị khuyết đi một miếng không, nhưng chỉ là cái sự sống nó mong manh như thế này nè. Sự sống đáng giá bao nhiêu, sự sống vô cùng mong manh như chiếc lá như thế này. Các bạn đã đọc qua tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng chưa? Khi mà chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống thì con người kiểu mất ý chí cũng sẽ rụng theo, thì cái sự sống nó cũng mong manh như thế này. Nói chung là chiếc lá ngoài nó sẽ có gió nó phải bay được, chứ mà phòng mình thì không có gió. Mình sẽ đọc sơ qua một số ý kiến của các độc giả nhận xét về cái tác phẩm này ở trên chính cuốn này luôn nha. Tôi rất xúc động khi lần dở từng trang sách. Một quyển sách nhiều tâm huyết, ẩn chứa một đức tin mạnh mẽ và một tấm lòng rộng mở cùng nhiều thông điệp ý nghĩa. Tất cả đều có trong quyển sách này. Linh Mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng. Đây là một tác phẩm kỳ lạ đến nỗi khi đọc xong chúng ta sẽ không đổi bất cứ cái gì để lấy một giây trong cuộc đời mình. Đạo diễn Lê Hoàng. Tôi đã đọc nhiều sách về trải nghiệm cận tử, nhưng riêng tác phẩm này mang lại cho tôi cảm xúc bị thu hút rất kỳ lạ, chân thật và không hề lý thuyết khuôn sáo, để lại một nỗi niềm suy tư cho độc giả ngay cả với những người còn rất trẻ. Liệu bạn đã hiểu về sự sống chưa? Hãy đọc để cảm nhận. Hamed Trương. Thì cuốn sách này được phân phối bởi Sài Gòn Book nha, giá là 80.000. Phần một lục ở đây bao gồm lời tác giả, lời mở, hai phần ở đây, phần một tên là Giữa Lằn Ranh Sinh Tử, phần 2 là Sống Để Yêu Thương. Mình không biết nữa, nhưng mà cái từ này nó có vẻ không được phổ thông cho lắm, hoặc là cơ bản là mình không được hiểu quá nhiều. Bình thường mình hay nghe là giữa ranh giới sinh tử chẳng hạn. Trong những thời khắc nguy kịch nhất, nếu khát vọng sống càng mạnh mẽ thì sự sống càng gần bạn. Kể về câu chuyện của tác giả, một ngày đẹp trời tác giả bị bệnh, sau đó là chuẩn đoán sốt siêu vi, rồi sốt xuất huyết, phổi bị virus lạ tấn công dữ dội. Và kể về cái quá trình mà tác giả chiến đấu với bệnh tình của mình. Tóm tắt rất là ngắn gọn, mình sẽ đọc sơ cho các bạn xem. Cuộc sống của tôi là một đạo diễn, đồng thời là nhà sản xuất các chương trình truyền hình. Tôi ngày đêm miệt mài sáng tạo hết chương trình này đến chương trình khác. Công chúng và truyền thông ưu ái gọi tôi cái tên là ông trùm bolero, ông trùm game show. Cuộc sống của tôi có lẽ là mơ ước của nhiều người. Sức khỏe tốt, gia đình đầm ấm, tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc. Nhưng cuộc sống vốn vô thường nên luôn có những điều mà ta không thể lường trước được. Một ngày mùa thu đẹp trời, tôi đang ở tuổi 41 khỏe mạnh và phơi phới yêu đời. Tôi nhập viện vì sốt và mệt mỏi. Ban đầu, tôi được chẩn đoán bị sốt siêu vi, sau đó là sốt xuất huyết. Một ngày sau, phổi của tôi bị virus lạ tấn công dữ dội, 50% sự sống mất đi. Diễn biến bệnh tình ngày càng xấu. Giữa đêm, gia đình hoảng loạn chuyển viện gấp cho tôi được cấp cứu. 48 giờ sau, tôi rơi vào nguy kịch, hơi thở cạn dần, có thể suy tim dẫn đến bại não, thần chết đã cận kề. Tôi chỉ biết cầu nguyện và chờ mong phép màu. Các bác sĩ cực lực chạy đua với con virus lại ăn phổi tôi với tốc độ chóng mặt. Những giây phút nghẹt thở, cái lúc mà mình đọc không cái cuốn sách này á, thì tầm một buổi chiều, tại vì nó là dạng một câu chuyện kể các bạn, nó cũng dễ đọc, nó không khô khan lắm, nên là mình có thấy một vài ý khá hay ở đây, đọc cho các bạn xem. Sự sống là vô giá, được sống là hạnh phúc, ở đây và ngay lúc này, hạnh phúc đang hiện diện quanh bạn, đóa hoa yêu thương nhiệm màu đến chờ bạn vun tưới, bạn chỉ cần mỉm cười và tự hỏi ta đã thực sự sống và hiểu hết ý nghĩa mà đời sống ta đang có chưa.
ước mơ của ta là gì? Ta có dám bắt đầu theo đuổi ước mơ ấy không? Với tôi, khi đã luôn sống có tình và làm việc hết mình thì hạnh phúc sẽ ghi tên mình. Thật ra thì sự sống rất là quý giá luôn. Mọi người sẽ không có để ý lắm khi mà các bạn đã cận kề với cái ranh giới sinh tử rồi á. Các bạn sẽ nhận thấy là mọi thứ trên đời nó đều là vô nghĩa. Khi còn trẻ thì chúng ta cực lực đi làm kiếm tiền rồi này kia, để khi về già chúng ta dùng cái tiền đó để nằm trong bệnh viện á. Mọi người đã bao giờ trải qua cái cảm giác đó chưa? Mặc dù mình còn trẻ nhưng mà mình đã thấy mọi người xung quanh mình dính vào cái tình trạng đó rồi. Đối với mình á, chiếc giường mắc nhất trên thế giới này đó chính là giường bệnh, và cái giá phải trả cho nó nhiều khi nó là bao nhiêu tiền cũng không trả được. Có nhiều lúc các bạn có tiền, các bạn cũng không có sức khỏe nha. Và cái điều quan trọng nhất á, mà từ khi các bạn có thể nhận thức được, và càng lớn lên hơn nữa, các bạn phải biết đó là sức khỏe là điều vô cùng là quan trọng. Có sức khỏe các bạn có thể làm được mọi thứ. Ví dụ mình không có tiền, mình có thể đi kiếm tiền. Mình không có người yêu thì mình có thể tìm người yêu. Nhưng mà mọi thứ đều phải có sức khỏe các bạn mới làm được. Mình không thể nào mà nằm trên giường bệnh để kiếm tiền hoặc kiếm người yêu được. Tâm trí đâu ra mà kiếm. Nói ngoài lề một chút thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này. Hồi đó là mình ăn á các bạn, nói chung là mình rất là ham ăn. Cái đợt đó mình đi ăn mì cay, xong rồi cái cọng mì cay nó bự mà nó bị mắc lại ở chỗ bao tử mà mình ăn nhanh á. Nhưng mà các bạn muốn tốt á thì hãy tập thói quen ăn chậm nhai kỹ. Ăn chậm nhai kỹ vừa no lâu sẽ tốt cho cái quá trình tiêu hóa của bao tử, và cũng sẽ tốt cho cái quá trình mà hấp thụ vô người nữa. Các bạn muốn giảm cân thì các bạn càng phải ăn chậm á, để mình no được lâu hơn và đồ ăn được nhai nhuyễn hơn. Còn mình từ nhỏ lớn thì mình đã quen ăn nhanh rồi, nó là cái môi trường tác động của mình. Mình ăn thực sự rất là nhanh, và đối với cái mì cay, cái cọng mì bự như vậy á, mình không tiêu được, nó bị mắc ở đây. Đó là nửa đêm rồi các bạn, thì nó mắc ở đây, cái cảm giác nó rất là khó thở luôn á. Nó thực sự rất là mệt, và lúc đó mình đã nghĩ là, hồi đó mình còn đang học đại học dưới Sài Gòn, mình đã nghĩ là hay là mình gọi điện về cho mẹ, xong rồi mình nói cái gì bây giờ. Tự nhiên lúc đó mình rất là muốn gặp ba mẹ của mình. Mình không biết là tối nay nó sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như các bạn đã từng trải qua cái tình huống đó thì hãy chia sẻ ra đây cho mình và mọi người biết, để chúng ta có thể yêu quý cái bản thân mình hơn. Mình phải cố gắng để có một sức khỏe tốt hơn. Cái lúc đó tự nhiên cái quá trình mà từ hồi khi mình nhỏ tới lúc mình đang nằm ở cái phòng của mình, nó thấy hiện ra mình thấy ông bà nội của mình thấy ba mẹ mình thấy em của mình thấy mọi thứ nó trôi qua rất là nhanh. Và cái hành trình mình lớn lên á, từ lúc mình đi học cấp 1, cấp 2, đại học, mình thấy bạn bè của mình hiện ra, và lúc đó mình đã ứa nước mắt luôn á mọi người. Mình khó thở và mình mệt, và mình cảm thấy chỉ cần 30 giây nữa thôi thì coi như là kiểu như thế này nè. Đấy, nhưng mà mình đã cố gắng. Tự nhiên mình thức tỉnh xong rồi mình ra nhà vệ sinh, mình mắc họng, mình cố gắng nôn hết ra, và nó ra từng cái miếng mì luôn á. Nên là mọi người nhớ phải ăn chậm nhai kỹ. Và lúc đó mình đã cảm thấy là khi mà đứng giữa ranh giới sinh tử rồi á, thì mình mới biết là cái gì là quan trọng đối với mình. Đó là mình rất quan trọng sức khỏe. Mình chỉ cần sức khỏe để mình có thể được trở về bên cạnh người thân, những người mà mình yêu quý. Mình có thể nhìn thấy họ hàng ngày, mình có thể làm cho họ mỉm cười. Mình thậm chí á, là cho dù có ghét nhau đi nữa thì mình chỉ cần thấy được mọi người mạnh khỏe, và chính mình mạnh khỏe là mình có thể bên cạnh mọi người và giúp đỡ mọi người, như vậy là được lắm rồi, thật sự luôn. Nên là khi đọc cái cuốn sách này á, mình tìm ra được một cái sự đồng cảm nào đó mà nhiều khi ở cái lứa tuổi của mình thì một số bạn sẽ không có được, hoặc là các bạn chưa có được. Tại vì mình không khuyến khích các bạn ăn nhiều để mà phải trải qua cái ranh giới sinh tử hay là bất cứ cái gì hết. Mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm để mọi người phải biết quý trọng sức khỏe nhiều hơn nữa. Nhiều khi á, mỗi người ta sẽ có một cái đồng hồ thời gian riêng. Bạn có thể thấy bạn bè của các bạn thành công rồi và mình vẫn còn đang dậm chân, mình vẫn còn đang lạc lõng hay gì đó, thì mình phải đi tìm bản thân của mình. Nhưng mình phải tìm nó với một cái sức khỏe dồi dào. Bởi vì khi mình khỏe mạnh thì não mình mới hoạt động được, mình mới suy nghĩ được những chuyện sâu xa hơn. Chứ xuống mà mình chỉ nghĩ về lo lắng về sức khỏe của mình thì thực sự là sẽ không làm được bất cứ một cái gì hết. Mọi người nhớ là phải giữ sức khỏe, và giữ sức khỏe phải mạnh khỏe. Và cái điều mà cố gắng nhất không phải là mình đi làm thật là nhiều, sau đó mình mang nhiều tiền về, mình lo cho gia đình rồi kia, mà mình phải khỏe mạnh. Khi mà mình bệnh xuống rồi thì rất là nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra nữa, chứ không phải là chỉ là tiền bạc hay là gì đâu. Mà các bạn phải khỏe mạnh, phải khỏe mạnh và phải khỏe mạnh. Nếu như các bạn đã
chưa từng trải qua cảm giác đó thì các bạn có thể mua cuốn sách này của tác giả về để đọc và có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác lúc đó này. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có thực tế lắm đâu, tại vì đây là cảm giác chủ quan của tác giả, và khi mà nó đã được viết thành chữ, đã được trau chuốt rồi á, mang đọc mang tính tượng trưng một tí vậy thôi. Và tác giả cũng có nhiều cái lời khuyên trong này, nhưng mà mọi chuyện nó đều như vậy, khi mình phải trải qua rồi thì mình mới biết quý trọng nó. Như là sách vở cũng vậy, các bạn đọc một cái cuốn sách đó các bạn thấy ui xưa bình thường nhàm chán quá, nhưng mà khi cái chuyện trong sách nó xảy ra và các bạn đã từng đọc qua, các bạn biết cách giải quyết cái sự việc tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào á, thì mình sẽ may quá, hồi đó mình đã đọc qua rồi và mình biết trân trọng biết quý nó, thì như vậy cũng được. Và nhưng đó là kiến thức, là những cái các bạn có thể từ từ trải nghiệm, mọi thứ nó sẽ đến với mình, còn sức khỏe là không nha. Vô tình các bạn bị bệnh thôi là các bạn sẽ cảm thấy thế giới này như sụp đổ, tại vì đã có nhiều lần mình đã bị bệnh rồi và mình cảm thấy thật luôn. Lúc đó mình không biết làm gì luôn á, mình chỉ biết nằm trên giường ngoài chờ mọi người tới thăm, và mình chỉ mong là mình hết bệnh và luôn mạnh khỏe thôi. Bởi vì khi mình mạnh khỏe thì mình mới có thể giúp đỡ được mọi người, không cần giúp đỡ luôn, chỉ cần khi mình mạnh khỏe thì người thân của mình mới vui vẻ, vậy là được. Chỉ cần người thân của mình vui vẻ là được, và mình có thể làm ra video cho các bạn, mình có thể mang lại một cái giá trị nào đó, mình có thể tạo ra một cái giá trị nào đó trong cái cuộc sống nhỏ bé này. Đó là mong muốn rất nhỏ của mình, và mình chỉ mong là mình mạnh khỏe, và mình cũng mong các bạn mạnh khỏe nha. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt mọi người.